đây là Tâm Hùm, thầy Khang và Johnny Bắc. Yay, cho quý khán giả coi kỹ đi. Tâm Hùm. Check for lobster. Kính thưa khán giả, thì hôm nay chỉ bắt được 3 con tôm hùm thôi. Chắc là bữa khác mình sẽ đi tiếp. Đây là gọi là spiny lobster, California spiny lobster. Nó khác biệt với con tôm hùm main lobster là nó không có cái claw, nó không có cái càng. Cái limit mỗi ngày chỉ một người chỉ bắt được 7 con. Nhưng mà vì chỗ đây hôm nay mình trời sớm rất là sáng, sáng rất là nhanh, trời mặt trời ra rất nhanh, cho nên tôm hùm này nó đã đi vô hết. Alright, cảm ơn khán giả một lần nữa đã trở lại cho chương trình Passport to Success, hay con đường đến thành công. Và quý khán giả cũng mới được xem qua một cái video clip mà Khang và cameraman Johnny đi bắt tôm hùm vào mùa tôm hùm năm 2020. Hopefully everybody enjoy the video. Thì sáng hôm nay cũng có cameraman Johnny, thì Khang cũng muốn hỏi Johnny một vài câu hỏi về cái cảm nghĩ về cái cuộc đi bắt tôm hùm của Johnny. Thì trước hết thì Johnny, give an introduction for everybody. Can you introduce yourself? Mình tên là Johnny Vũ. Trời, cái mùa COVID này đó thì mình cũng may mắn là mình có công việc để đi làm. And gia đình của mình thì cũng ai cũng ok, không có ai, chưa có ai bị bệnh gì hết. Thì so far everything is good. And cái mùa COVID đó thì mình cũng cảm giác là cái gia đình của mình nó gần gũi, gần nhau hơn. Thì mình thấy là lo lắng cho nhau nhiều hơn. And Johnny thì Johnny làm về, Johnny có thể giới thiệu what's your job? Johnny thì làm payroll tax cho company. Okay. Basically, company của mình có client của mấy company khác thì mình vào tax cho họ. Okay, và thì quý khán giả cũng biết thì Johnny và chắc bạn gái của Johnny đúng không, là Joey, là Phụng, cũng là hai người rất là giúp đỡ cho chương trình Passport to Success rất là nhiều. Là tại vì mỗi lần thầy Khang và cô Mai Khanh mà đi quay đâu á, thì mình cần người camera person, thì Johnny thường cũng có giúp rất là nhiều. Thì nói chung thì Johnny và Khang thì nói chung cũng đã quen nhau rất là lâu, và đi cũng đi bắt tôm hùm và đi lặn rất là nhiều, cho nên hôm nay Khang cũng có muốn cơ hội này để hỏi Johnny chia sẻ về cái cảm nghĩ về cái gọi là free diving hay là spear fishing mà cái mùa mình đi bắt tôm hùm kia vừa rồi. Câu hỏi đầu tiên là how did you get start with free diving, là Johnny đã bắt đầu đi lặn bắt tôm hùm hay là bắn cá từ lúc nào? Cái này thì cũng back hồi lâu lắm rồi, lúc mà mình đi lần đầu tiên mình đi cắm trại với anh Khang Bảo và gia đình của anh Khang Bảo, mình đi Catalina đó. Thì có cái ngày mà mình đi canoe ra ngoài biển, thì anh Khang Bảo cũng lặn xuống rồi bắt được con tôm hùm. Cái mình ăn tại chỗ với lại xôi xáo thì lúc đó mình thấy nó ngon quá, nên mình cũng học hỏi để mình bắt tôm hùm để ngay giờ cho gia đình mình ăn. Thì Khang cũng nhớ lúc đó mình đi Catalina hơn, mình mướn kayak, mình nói chung mình đi lặn cùng trong nhóm. Đi chơi thôi, nhưng mà đó cũng là mùa tôm hùm, cho nên lặn xuống thì bên Catalina, nếu mà khán giả mà chưa có đi đảo Catalina thì nên đi. Bên đó thì nói chung là nó còn là rất là rural, là nó còn kiểu như là very natural, nó còn nhiều tôm hùm rồi đó. So từ đó Johnny mới thích đi lặn đúng không? Cái đi lặn từ đời, cái sau đó mình cũng muốn, tại nó ngon thì mình cũng muốn biết cách bắt sao, rồi mình cũng học hỏi qua thời gian.
Khi mà Johnny thì nói chung thì Khang thì thầy Khang cũng biết, thầy Khang cũng là đi lặn, nhưng mà Khang muốn hỏi Johnny đi là cái cảm nghĩ của Johnny khi mà mình lặn xuống đó, thì giống như là trong cái video mà quý khán giả vừa xem đó, thì thấy Johnny và Khang nói chung mình lặn nó rất là thoải mái, thì Johnny cảm nghĩ về cái khi mà Johnny lặn xuống dưới nước thì mình cảm nghĩ nó ra sao, what's your feeling, what does it feel like, cho những người mà chưa có cái cảm nghĩ đó, chưa có được được go through cái experience đó. Thì trước khi lúc nào mình đi bơi á, mình cũng thấy có cái lo lắng một chút trong đầu mình. Lúc mà Là lỡ sợ mình cái gì? nhảy ra cũng mình cũng sợ, nhưng mà lúc mà mình nhảy vô nước xong đó thì trong nước nó feel thoải mái và nó có nhiều cái cảnh đẹp, có nhiều loại cá này cá mới, có nhiều cái scene mới mình chưa bao giờ thấy ở ở ngoài trên bờ, cho nên mình cũng lúc mình vô đó thì mình quên đi hết cái cảm giác sợ của mình. Thường Johnny sợ cái gì? Khi mà lặn xuống thì Johnny sợ cái gì? Thì mình sợ cá mập, sợ mập, nhưng mà thì ít cái chỗ mình đi thì ít khi không Không có ít cá khi mập có lắm, nhiều. có lắm. Cho nên thì sợ cá mập, hay là có thể là sợ mình chìm chết chết đuối hay là cái gì đó. Cho nên lúc nào mình đi là phải có hai người cùng đi chung với nhau, Đúng mà rồi. nhảy vô nước thì mình quên đi hết mấy cái sợ, thì mình cứ mình lặn đi chỗ khác thôi. Nhưng mà quý khán giả cũng để ý thì nói chung là lúc nào Johnny và Khang cũng đi, nhưng mà lúc nào thì mình cũng nên mình bơi gần nhau để mình biết ai có cần giúp thì mình sẽ biết nhiều hơn. Và nói chung thì dĩ nhiên là Johnny cũng nói đúng là lúc nào mình cũng trong đầu mình cũng có một cái sợ, nhưng mà khi mà mình bước xuống đó đó, khi mình lặn xuống đó thì nó rất là khác biệt, là tại vì thường thường mình nhiều người thường thường mình không được cơ hội xuống dưới nước, thì mình hay nhìn ở trên xuống thì nhiều lần mình không có biết ở dưới nó có cái gì, nhưng mà nói chung cái cảnh nó rất là đẹp. Theo Khang thì mỗi lần mà Khang đi lặn đó là mình kiểu như là mình cảm giác như là mình đang bơi đó, I mean đang đang mai đang bay đang bay nhưng mà mình bay dưới nước, như cái người mình nó rất là nhẹ, mình lộn, mình nó tùm lum hết, nó rất là thoải mái. Thì nói chung là mình khi mà mình đã vào nước rồi thì mình quên, và nhất khi mà mình đi mình có nhiều người đi chung á thì nó cái sợ hãi nó cũng mất đi. Cho nên lúc nào Khang cũng khuyến khích mọi người mình có đi lặn hay là đi bơi thì mình cũng có một ít nhất là theo một người, đi theo một người. Ví dụ như cho những người nào mà muốn tìm hiểu thêm về đi free diving này nè, đi lặn bắt cá bắt tôm hùm rồi đó, thì Johnny có những cái suggestion nào cho họ không? Well, thứ nhất là phải biết bơi và biết nín thở ở trong nước. Tại cái nếu mà họ muốn ra bơi đó thì definitely là phải có cái wetsuit. Ít nhất là cũng phải 3 mm wetsuit. Tại vì cái đó wetsuit nó giúp cho mình không có giúp cho mình ấm người lúc mình bơi, với lại nó giúp cho mình nổi lên nếu mình chìm. Đúng rồi. Nó giúp cho mình cái đó, và sau đó mình cũng cần cái goggle and snorkel để mình thấy ở dưới nước, nhìn những cái gì mình ở dưới nước. Đúng rồi, thì Johnny nói cũng rất đúng, là nếu khán giả để ý thì thầy Khang và Johnny khi đi lặn lúc nào cũng có một cái wetsuit. Nói chung là nước ở California mình cũng hên thì nó lạnh, cho nên mình mang wetsuit nó rất là thoải mái. Chứ ví dụ như khán giả nào mà ở tiểu bang khác như là Florida thì mình thường mang cái wetsuit thì nó hơi nóng. Nhưng mà khi mình có cái wetsuit mình cảm nghĩ mình xuống đó mà mình đụng đá đụng san hô mình cũng không có sợ hãi, hay là cá mà nó có mấy cái mà spike đồ, mấy cái mà nó hay là sea urchin thì mình cũng không có sợ, tại vì cái áo đó nó rất nó protect cái người mình rồi. Thì Johnny cũng nói đúng là khi mà mình bận cái áo đó vào mình không làm gì mình tự nhiên người mình cũng sẽ nổi thôi. Đúng, mình nó đẩy mình vô vô gạch đúng rồi hay là nó không có chạy tay cho đúng mình. rồi. Thì nói chung mà thầy Khang cũng khuyến khích với khán giả nào mà muốn bắt đầu cái này thì mình nên đi snorkeling trước đi ha. Mình tập đi đi coi như là snorkel thôi, là mình mang cái goggle và cái snorkeling tube, mình bơi thôi. Mình bắt đầu, nếu mà mình thích thì từ từ mình thêm vào. Hình như Johnny cũng nói thiếu là mình cần cái fin đúng không Johnny? Cần cái chân Có vịt. cái bên Chân giúp vịt. Alright, thì nói chung là thầy Khang cũng có cơ hội này cũng muốn đem cameraman Johnny lên,
để cho quý khán giả cũng biết gặp được Johnny. Là tại vì hầu hết mỗi lần trong cái show thì Johnny thường thường là đứng ngoài sau camera nhiều hơn. Nhưng mà thì nói chung cái cuộc đi đi bắt tâm hồn này thì Khang cũng muốn cho Johnny có cơ hội chia sẻ cái cảm nghĩ về đi bắt tôm hùm, bắn cá rồi đó. Okay, vì cảm ơn Johnny, thì Johnny có một vài lời chia sẻ gì cho quý khán giả trước khi mình ngừng cái buổi interview này? Thì trong cái mùa Covid này đó thì mình chẳng có đi đâu được, cho nên nó tốt nhất mình cũng phải cần exercise, thì đi bơi cũng là một cái exercise. Với lại nó không có gần nhiều người, thì mình đi bơi cho nó khỏe, thì mình khỏe mình mới giúp được gia đình mình. Thì nói Johnny cũng nói đúng, thì nói chung cái mùa này là mình không nên mình phải cách ly, social distance, mình không có nên là trong đám đông, cho nên nhiều lần mình không có được đi exercise, đúng không, mình đi như là đi gym rồi đó, cho nên cái này là một cái cách đi lặn, cái này một cái cách mà mình exercise, mà mình nói chung là mình không có trong đám đông gì hết, tại vì khi nó bơi thì mọi người chắc chắn là phải social distance xa với nhau mà mình ở dưới nước nữa. Và bây giờ thầy Khang sẽ cho quý khán giả xem một đoạn đi bắt tôm hùm nữa, là tại vì trong cái mùa tôm hùm đó Khang và Johnny không phải đi một lần thôi mà mình đi 3-4 lần lận. Cái này là một cái đoạn kế tiếp cho quý khán giả xem cái ngày thứ hai mà thầy Khang và cameraman Johnny đã đi bắt tôm hùm nữa. Ok, thank you, enjoy. Lobster day two. Day two. Day two. Hopefully be more successful.